Tính đến hôm nay, miền Bắc đã bước vào ngày thứ tư liên tiếp của đợt nắng nóng kéo dài diện rộng. Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng sẽ duy trì ở miền Bắc suốt tuần này nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Những giờ tới, Hà Nội tăng nhiệt nhanh và khả năng ghi nhận mức nhiệt 37 đến 38 độ C vào đầu giờ chiều. Khu vực duy trì nắng nóng liên tục từ 11 giờ đến 17 giờ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ vẫn ở ngưỡng cao 36 đến 39 độ C. Một số nơi nóng cực kỳ gay gắt trên 39 độ C, tập trung ở vùng núi Bắc Trung Bộ. Độ ẩm thấp nhất là từ 45 đến 60%. Cơ quan khí tượng cảnh báo Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới. Biểu đồ nhiệt cho thấy Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ 37 đến 39 độ C liên tục từ nay đến ngày 12 tháng 7. Đây là một trong những đợt nắng nóng kéo dài nhất trong năm tại khu vực này. Trước những diễn biến này, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung CPMB phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án đường dây 220 kV Bắc Giang Lạng Sơn và lắp máy hai trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn. Dự án đường dây 220 kV Bắc Giang Lạng Sơn có chiều dài tuyến 101,6 km từ trạm biến áp 220 kV Bắc Giang đến trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn. Việc hoàn thành các dự án có ý nghĩa quan trọng giúp tăng cường khả năng cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội hai tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và khu vực lân cận, đặc biệt trong mùa cao điểm nắng nóng. Theo tin từ Hội Điện ảnh Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Bùi Đình Hạc, một trong những nghệ sĩ hàng đầu của điện ảnh cách mạng Việt Nam ở cả hai mạng phim truyện và phim tài liệu, đã qua đời ở tuổi 90. Nghệ sĩ nhân dân Bùi Đình Hạc bắt đầu công tác trong ngành điện ảnh từ năm 1953 tại An Toàn, khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp. Ông chính là một trong những nghệ sĩ đặt những viên gạch đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Trong một từ điển điện ảnh thế giới do Liên Xô cũ xuất bản năm 1986, đã có một mục từ giới thiệu, tiểu sử và các tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Bùi Đình Hạc. Từ năm 1957 đến nay, ông là đạo diễn phim truyện và phim tài liệu. Năm 1984, đạo diễn Bùi Đình Hạc được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân trong đợt trao danh hiệu đầu tiên. Năm 2007, ông vinh dự được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật với 5 bộ phim tài liệu Anh Nguyễn Văn Trỗi Sống Mãi, Hồ Chí Minh Chân Dung Một Con Người, Nước Về Bắc Hương Hải, Nguyễn Ái Quốc với Lenin, Đường Về Tổ Quốc và 2 phim truyện nhựa bao gồm Nguyễn Văn Trỗi và Đường Về Quê Mẹ. Đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Bùi Đình Hạc đã được trao huân chương kháng chiến hạng nhất và huân chương lao động hạng nhất. Thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, bệnh tay chân miệng ở nước ta từ đầu năm đến nay có sự gia tăng tỷ lệ ca mắc dương tính với chủng EV71. Trung bình mỗi tuần có khoảng 35 ca bệnh tay chân miệng cần điều trị bằng thuốc immunoglobulin. Nếu như tháng 3 chủng này chiếm khoảng 6% trong các mẫu xét nghiệm, thì đến tháng 6 này tỷ lệ dương tính với các chủng EV71 đã lên 40% trong các mẫu xét nghiệm. Chính đặc điểm này khiến cho các ca mắc bệnh tay chân miệng diễn biến nặng nhiều hơn so với các năm trước đây. Thưa quý vị, việc đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa thường trú, hỗ trợ mai táng sẽ thực hiện liên thông trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia từ ngày 10 tháng 7. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, việc triển khai việc này, hơn 500 lãnh đạo cán bộ của các bộ ngành như Tư pháp, Y tế, Lao động Thương binh Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các địa phương đã được tập huấn nghiệp vụ, quy trình giải quyết liên thông điện tử với hai nhóm thủ tục hành chính như trên. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá rất cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô trong những năm qua đã chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức của dịch bệnh COVID-19, đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ ấn tượng khi 6 tháng đầu năm nay, tốc độ bình quân GDP đạt 5,97%, cao hơn 1,6 lần so với mức bình quân của cả nước. Hà Nội tiếp tục đạt tỷ lệ cao trong thu ngân sách nhà nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài dẫn đầu cả nước, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội được đẩy mạnh, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Các công trình dự án trong lĩnh vực giáo dục, y tế, tu bổ, tôn tạo di tích văn hóa được quan tâm đầu tư. Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bám sát, kịp thời quán triệt, thể chế hóa, tổ chức tốt việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố. Hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp, hiệu quả. Đặc biệt là hoạt động giám sát được tăng cường theo hướng giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận quan tâm, tăng giải trình, làm rõ vấn đề phức tạp, bất cập. Bên cạnh đó, các kỳ họp Hội đồng Nhân dân được tổ chức hợp lý, khoa học,
Công tác phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức hữu quan được tăng cường, ngày càng tăng tính chủ động, tích cực và hiệu quả. Nhấn mạnh những mục tiêu định hướng lớn trong nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị để cụ thể hóa, thể chế hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố trong từng lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân để thành phố thực sự là điểm sáng, hình mẫu trong tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch, nhất là sớm hiện thực hóa quy hoạch các phân khu sông Hồng để thay đổi căn bản diện mạo, tạo động lực đột phá phát triển thủ đô. Từ kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 12, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định ngày càng vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân thủ đô. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định những kết quả thủ đô đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố và 6 tháng đầu năm 2023 có đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố trong việc kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách của Thành ủy. Nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhằm phát huy mọi nguồn lực của thành phố, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và cả nhiệm kỳ, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành. Năm nội dung trọng tâm đã được Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong đó yêu cầu Hội đồng Nhân dân thành phố cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, bám sát kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, kịp thời khắc phục ngay những hạn chế yếu kém, chậm trễ trong 6 tháng đầu năm để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp và tiếp tục thu hút mọi nguồn lực và tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thành và trình duyệt các đồ án quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án cải tạo chung cư cũ, quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm. Đối với Hội đồng Nhân dân thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, thực chất, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn của thành phố, đó là: thứ nhất, đã triển khai thực hiện có hiệu quả đề án 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Thứ hai, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các cấp đã chủ động ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp để tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Thứ ba, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình khi được cử tri và nhân dân tín nhiệm. Có thể khẳng định, thủ đô Hà Nội đạt được kết quả nêu trên là nhờ với sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của các cơ quan trung ương, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thủ đô, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, việc cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách của Hội đồng Nhân dân thành phố, sự đồng hành, sự điều hành, quản lý, triển khai của Ủy ban Nhân dân thành phố và sự đóng góp, ủng hộ, tích cực của cử tri và nhân dân thủ đô. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các cấp ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường giám sát, nhất là việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng trì trệ trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, sự chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Hội đồng Nhân dân thành phố cần tiếp tục nâng cao vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của mình trong việc quyết định các nội dung quan trọng của thành phố. Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần này sẽ xem xét, quyết định rất nhiều nội dung quan trọng là cơ chế chính sách để thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững. Tôi tin tưởng rằng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy cao nhất
các kết quả đã đạt được của Hội đồng nhân dân thành phố trong thời gian vừa qua, tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, tập trung thảo luận, tích cực tham gia chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ để thành phố tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của thủ đô và cả nước. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, 6 tháng đầu năm 2023, thành phố đã thực hiện và phát huy có hiệu quả chủ đề kỷ cương trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, đã khẳng định bước chuyển mới thực chất hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào duy trì sự ổn định vĩ mô và động lực tăng trưởng cho nền kinh tế đất nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 5,97% là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng kép từ sự mất cân đối cung cầu và tác động chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia. Trong đó, khu vực dịch vụ ước tăng 7,54%, công nghiệp và xây dựng tăng 3,28%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,24% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 220.121 tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán, bằng 122,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm CPI tăng 1,22%, thấp hơn so với cùng kỳ và đạt mục tiêu đề ra dưới 4,5%. Thu hút FDI 6 tháng đầu năm đạt gần 2,3 tỷ đô la Mỹ, dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022. Doanh nghiệp thành lập mới 15.618, tăng 5%. Trước dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2023, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Kịp thời khắc phục ngay những hạn chế yếu kém để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp và tiếp tục thu hút mọi nguồn lực để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công, đảm bảo đạt mức cao nhất, tăng cường việc rà soát, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc, ách tắc, điểm nghẽn trong quá trình phát triển của thành phố và đảm bảo nâng cao đời sống cử tri nhân dân. Cũng trong phiên họp sáng nay, Hội đồng Nhân dân đã nghe báo cáo hoạt động Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về công tác tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, nghe các báo cáo của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.